Dạ, xin đi đoàn xin chào anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 3 2021. Trước mặt anh chị đó là giao lộ giữa con đường Nguyễn Du và con đường Huyền Trân Công Chúa. Cái hướng dòng xe mà ngược chiều với anh chị đó, dòng xe này xuôi về con đường Lê Văn Duyệt, này là Cách Mạng Tháng 8, là cái hướng này nè anh chị. Thời tiết Sài Gòn bây giờ thì nắng nóng lắm anh chị. Con đường này rất là mát mẻ, có hàng me. Cái hướng này thì chúng ta về con đường Cách Mạng Tháng 8 Lê Văn Duyệt đây. Và xin đi hôm nay cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ đi trên con đường Huyền Trân Công Chúa để ra thăm cái quang cảnh chợ Bến Thành nha anh chị ha, của Sài Gòn đầu năm coi như thế nào. Cái hướng này Nguyễn Du ngược lại thì anh chị cũng biết là chúng ta về ngay chỗ nhà thờ Đức Bà đó anh chị. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi lang thang trung tâm Sài Gòn, gửi tới anh chị vài hình ảnh Sài Gòn đầu năm như thế nào. Huyền Trân Công Chúa, rồi đi vòng vòng chợ Bến Thành, rồi đi vài con đường, rồi chúng ta ra ngay chỗ tượng Thánh Gióng, ngay chỗ con đường Gia Long, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Lê Văn Duyệt đó anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha. Cũng 20 ngày rồi, Sài Gòn không có ca lây lan cộng đồng. Điều đó cũng rất là vui. Bây giờ thì Sinh Hy sẽ quẹo phải. Còn cái bờ tường này là phía sau của Dinh Thống Nhất. Trên đây thì có, trên con đường Huyền Trân Công Chúa thì có rất là nhiều khách sạn anh chị. Khách sạn rất là nhiều. Hiện tại là những khách sạn bây giờ họ kinh doanh cũng ế ẩm lắm. Và góc này là con đường Thụ Khoa Hưng. Đây, cạnh khách sạn vắng vẻ. Có một cái điều hơi lạ là những khách sạn này bây giờ họ vắng khách quá. Anh chị thấy những cái dây màu đỏ hay không? Đó là khách sạn dành cho những người cách ly đó anh chị. Đó. A&M Hotel nè. Đó. Chỉ dành cho những người cách ly thôi, hạn chế. Khu vực hạn chế đó. Kinh doanh bây giờ không có vắng khách quá, thế là người ta kiếm thêm cái dịch vụ này. Cái bảng phía trước là hạn chế đó anh chị. Hạn chế khu vực, hạn chế không được đi vào bên trong đó. Tình hình dịch cúm này cũng phải đành chịu thôi anh chị. Tình hình khó khăn. Bên kia cũng cho thuê nguyên căn kìa. Thời buổi này làm ăn thì lớn thuyền lớn sóng anh chị. Không biết được như thế nào. Tình hình chung anh chị ha, thì đây là một cái dịch cúm toàn cầu mà.
Trước mặt anh chị đó là cửa bắc của chợ Bến Thành. Thì Cindy sẽ đi quanh quanh thôi. Nhiều lúc mình đi vào chợ Bến Thành thì họ cũng đóng cửa rồi buôn bán không được. Rồi mất công tiểu thương nhìn mình tưởng khách du lịch nữa rồi chào mời cũng tội cho họ. Khi mà dịch cúm này nó lây lan cộng đồng như thế thì rồi khách sạn khu vực này sao mà tàn là ví dụ như khách sạn phía trước mặt anh chị đó, nó có một cái bảng có một cái dây giăng và có một cái bảng khu vực hạn chế, đây là khách sạn nhận những người cách ly khi mà nhập cảnh vào phi trường Tân Sơn Nhất. Thì một là cách ly khu quân đội hoặc là những cái trung tâm cách ly của sở y tế, hai là đặt những khách sạn này nhận khách cách ly. Bây giờ khách nước ngoài thì không có nên để cầm cự cho qua cơn, thì tất cả khách sạn khu vực này đa số thì Sunny thấy rằng họ nhận là khách cách ly rồi. Đây, đây là con đường Gia Long nha anh chị ha. Rồi chúng ta đi tiếp. Tình hình là thế. Cái việc buôn bán những cái nơi khác, những cái quận khác mà không phải trung tâm thì nó sẽ đỡ nhẹ nhàng hơn anh chị. Lý do khu vực này thì kinh doanh buôn bán cho khách du lịch, nên chính vậy nó diễn ra cái vấn đề này. Hy vọng rằng có vaccine sớm đây. Rồi thuê hết, có vaccine sớm rồi mọi việc cuộc sống trở lại bình thường. Đây cửa bắc. Xin phép anh chị là không có vào trong nha anh chị ha. Chị quay những cái quang cảnh như thế này thôi để chị nhìn thấy cuộc sống Sài Gòn. Đây là con đường Lê Thánh Tôn. Sunny sẽ đi một vòng nha. Liên hệ mặt bằng cho thuê. Có thể nói chính vì cái dịch cúm này thì lúc đó tất cả tiểu thương cũng nhìn nhận lại cái cách buôn bán, cách làm ăn của mình, liệu cơm gấp mắm. Nhìn cái cảnh mà bên trong thì thấy thê lương, không có ai mà buôn bán, chỉ có tiểu thương nhìn ngó lại thôi.
nhìn ngó với nhau, cảnh bên trong đóng hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi một con đường. Con đường này có thể nói là một con đường được ví như là con đường Indonesia, một cái phố Malaysia đạo Hồi. Trước khi mà dịch cúm thì cứ vào mỗi buổi tối hoặc ban ngày rất là đông, bán vải vóc đồ ăn của Indo. Nhưng mà ngày hôm nay thì thôi. Đó, bên trong. Rồi, bây giờ thì Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ đi dọc con đường gọi là phố Malaysia nha anh chị ha. Mặt bằng ở đây thì ngày xưa thì thuê cao giá lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì mặc dù những cái bản cho thuê này xin đi nhìn nó từ đầu dịch cúm đến giờ thì không có ai thuê, không ai dám thuê, tại vì giá thì cao và thuê không có khách. Xin đi sẽ đi con đường Nguyễn An Ninh. Đây là con đường Nguyễn An Ninh. Đối diện với con đường này, phía bên kia của chợ Bến Thành là con đường Tạ Thu Thâu, thì cái hình ảnh nó cũng không khác gì ở khu vực con đường Nguyễn An Ninh này anh chị. Ngày xưa con đường Tạ Thu Thâu là buôn bán đồ Mỹ anh chị, đồ các anh cô chú định cư ở nước ngoài gửi về đó. Trước mặt anh chị đó là con đường Trương Công Định. Bây giờ nó có tên là Trương Định, từ ngay chỗ chợ Bến Thành, cái góc trung tâm này sẽ chạy về Kỳ Đồng. Sunny sẽ đi con đường Trương Định này anh chị ha, vòng lại với con đường Gia Long, đi một vòng. Hôm nay là thứ bảy, thường thường thứ bảy thì máu chảy về tim, thì ở khu vực này nếu mà không có dịch cúm thì rất là đông, đông đúc lắm. Đây, Thành Long Tân khách sạn. Thành Long Tân thì cũng trở thành một cái khách sạn cách ly luôn anh chị, dành cho những người cách ly. Tất cả những con đường này đều với giá cả là discount anh chị ha, giảm giá mà không có ai thuê, không có ai mướn, mà cũng thấy lo cho những người nhân viên của những khách sạn này anh chị. Đôi khi mình làm vì cuộc sống phải làm thôi, mà làm thì rất là lo. Đây là con đường Lê Thánh Tôn nha anh chị ha. Chúng ta đi thẳng ra con đường Gia Long luôn nha anh chị. Lo chứ, đặt cương vị như mình, lo lắng vô cùng. Vì cuộc sống phải đi làm thôi, mà làm thì hàng ngày thì lo lắng không biết như thế nào, có bị tiếp xúc với những người mà họ chuyên gia, hoặc là những người định cư, hoặc là du học sinh ở nước ngoài về, phục vụ họ có sao hay không.
khi mà quay như thế này á, thì tới những cái khu cách ly ở sớm đó, thì thương nhất là những người dân quân ngày đêm họ đứng ngay chỗ cái chạm gác đó, chỉ có một cái khẩu trang đơn giản, chỉ có một cái khẩu trang thôi. Cuộc sống ảnh hưởng biết bao nhiêu người trên toàn cầu luôn, chứ không kể cả ở Việt Nam anh chị. Nhưng mà Sunny cũng muốn quay những quang cảnh này gửi anh chị, những anh chị ở tỉnh nè, hoặc là những anh chị đang định cư ở nước ngoài nhìn thấy cảnh này. Đó, anh chị thấy những cái dây trắng, những rào trắng màu đỏ nào đó là khách sạn nhận cho cách ly anh chị. Đó, ngay góc đó đó khách sạn cũng cách ly. Rồi, chúng ta đi con đường Gia Long nha anh chị ha, nay là Lý Tự Trọng. Đường Gia Long này ngày xưa thì buôn bán những chiếc xe xe gắn máy anh chị. Cúp 81 kim vàng dọc lệ nè, DD đỏ nè, rim đập thùng nè, rim tem lửa nè, SH nè, nhìn nè, mê ly. Golden Hotel vàng, vàng chịu hết nổi rồi. Massage cũng te tưa, đặc biệt những cái điểm massage thì sợ lắm, mấy anh bây giờ sợ lắm anh chị. Lý do là coi như là vào trong trọng massage đến lúc nào đó thì thông báo khẩn, từ ngày mấy tháng mấy, từ lúc ngày nào đến ngày nào, thông báo đến những người tới khu vực massage đó phải đi khai báo y tế Nhật Hạ, chuỗi khách hàng Nhật Hạ. Ôi, sinh ra ở khu cách ly mà dân phòng công an rất là đông ở đây nè. Vụ gì đây? Một vòng thì để anh chị nhìn ngó một vài hình ảnh của khu vực trung tâm như thế nào. Và xin y nhận xét thì toàn bộ những cái khu vực trung tâm khách sạn thì thường thường họ trở thành một cái khu cách ly. Nói chung là đi ngang những con cái khu vực này thì không biết như thế nào, cũng rất là hồi hộp. Thôi xin y cũng tạm stop cái clip này ở đây, hy vọng rằng những điều may mắn hạnh phúc nhất sẽ đến với anh chị và các bạn. Thân ái mến chào anh chị. Anh chị lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ nha. Xin đi thân ái mến chào. Hẹn gặp lại.